What's up everyone, welcome back. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và hôm nay mình tiếp tục series Love Bone. Nào, let's go. Đen đổi khi mình không để ý cái màn chơi này. Thật ra lại có cái này ở đây. Và có lẽ là mình cần phải chèn ngang nó như vậy. Bên đây có lẽ là đầy đủ này. Vẫn không được. Hơi xón xén và cái mực này. Rồi, có lẽ là như vậy. Bro sẽ làm như vậy. Nếu là mình thì mình sẽ làm như vậy. Cần một điểm neo. Như thế này. Rồi, để có bone kia có một cái lực quán tính khá là mạnh. Ta có đến một level mới. Và ở đây thì lại tương tự như này. Rồi, và không biết làm cách nào để mình làm phần chơi này nhìn có vẻ khá là gây go này. Có lẽ là như vậy. Rồi. Ok, vượt qua rồi. Đấy, như vậy. Quá thông minh, cầm một cái đòn bẩy. Ta cầm một cái đòn bẩy để sang. Một cái gì đó trên ngang. Đây là cách của những người bình thường. Ta đến phần này thì có lẽ là cần một cái như vậy. Không ngoài dự đoán của mình, thứ làm trang tầm của sát. Nào, ta đến với level tiếp theo. Ở đây lại có hướng dẫn cho mình luôn này. Mình cứ làm thôi. Nào. Rồi, ta cũng kết thúc cái level này ở đây. Và đến level tiếp theo, level 75. Nào, động não một chút. Mình sẽ phải làm gì ở đây? Ok, có một cái đường sang. Đúng vậy, cần một cái máng. Nào, mình vừa mới xem gợi ý và họ hướng dẫn mình làm như vậy.
Cũng được, sang cái level này thì quay đấy, có vẻ là quay đấy. Mình sẽ cần một cái thang ở đây. Rồi, đây sẽ một cái phần chơi khá là lý tưởng vì mình dành cho những thằng làm cái video và Note Pro hay Mod thì họ sẽ chơi như thế nào. Ta cùng nhau kết thúc cái level này, đến với level tiếp theo. Vẫn kịp. Đây là cách của những thằng Pro. Nào, Pro sẽ chơi như này. Rồi, rất là thông minh, mình sẽ còn sơ nghĩ ra được. Nào, ở đây thử thách một chút này. Lại là cái vòng chơi quen thuộc. Có lẽ là nó sẽ rơi xuống đây và mình sẽ phải chẹn ngang cái quả này. Một cái lực thật là mạnh. Rồi, cuối cùng cả hai quả bóng cũng đập vào nhau. Và hiện tại thì mình đang ở level 81. Rồi thì mình đang tìm cách vượt qua được cái phần chơi này. Thế là làm cái nào để mình có thể đẩy cái khối hộp sang bên kia. Có lẽ là cần một cái gì đó rất là nặng để mình đẩy nó. Có lẽ là nó hơi nặng một chút. Ok. Rồi, cần một cái thanh ngang để mình chắn ngang ở đây. Cuối cùng mình đã vượt qua level này. Đến một cái level tiếp theo. Có lẽ là cần một cái này. Đấy. Ok. Cuối cùng thì mình kết thúc level này. Oh, hóa ra như vậy, rất thông minh. Và mình không đi xa cho nên mình phải xem gợi ý để họ đã làm như thế nào. Rồi, chúng ta cũng kết thúc cái level này. Rồi, cần một cái điều đó là một điểm tựa để mình di chuyển sang. Thank you.